ai cũng òa khóc khi phát hiện ra bí mật phía sau ca khúc Xuân Vắng Em mà Mạnh Quỳnh tặng Phi Nhung. Không biết rằng quý vị đã nghe được ca khúc mới nhất mà Mạnh Quỳnh tặng Phi Nhung hay chưa? Nếu ai đã nghe rồi, chắc hẳn những ca từ sâu sắc và xúc động đó sẽ luôn vang lên trong tâm trí chúng ta. Mùa xuân đầu tiên em về với trời. Mùa xuân đầu tiên, ta chẳng chúc nhau. Xuân ơi, xin cho tôi một ước nguyện. Trả em về bên tôi một lần, cho tôi nhìn em bằng hình hài. Để rồi muôn kiếp xa nhau. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ lấy đi nước mắt của nhiều người. Nhưng có một bí mật phía sau ca khúc này, còn khiến bất kỳ ai biết được, phải xúc động hơn gấp nhiều lần. Và sẽ hiểu được, vì sao ngay cả bà chủ trung tâm Thúy Nga còn phải thốt lên. Tôi quá nể Mạnh Quỳnh. Như chúng ta từng nghe nam ca sĩ tâm sự trước đó, từ khi tri kỷ ra đi, Mạnh Quỳnh sẽ sống cho cả Phi Nhung, di diễn thay cả phần cô ấy. Nhưng Mạnh Quỳnh thì không bao giờ phô trương, không bao giờ kể công rằng, à tôi làm điều này cho Nhung, làm điều kia cho Nhung. Mà luôn hành động một cách âm thầm, hoặc khéo léo ẩn ý, vô cùng tinh tế. Không biết là do tính cách Mạnh Quỳnh như vậy, hay là do máu nghệ sĩ trong người, mà Mạnh Quỳnh luôn muốn làm mọi thứ thật khéo. Ai muốn biết phải thật sự chú tâm hoặc tinh ý thì mới nhận ra. Trong ca khúc Xuân Vắng Em mà nam danh ca vừa đăng tải, nếu quý vị xem đến những giây phút cuối cùng sẽ phát hiện ra một chi tiết cực kỳ mới và đắt giá, thể hiện rõ sự tâm ý và tinh tế của Mạnh Quỳnh. Trước kia kênh YouTube của Mạnh Quỳnh đều để logo và ảnh đại diện của công ty là chữ M và chữ Q, viết tắt của hai chữ Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, trong ca khúc Xuân Vắng Em này, ảnh đại diện công ty của Mạnh Quỳnh đã được thay đổi, chỉnh sửa một cách đẹp đẽ, khéo léo thành ba chữ cái, MNQ, sự xuất hiện thêm của chữ N, chính là có thêm chữ Nhung ở trong đó nữa. Từ nay trở đi, kênh của Mạnh Quỳnh sẽ là kênh của Quỳnh Nhung. Tình yêu, tình thương của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung là không thể đong đếm, nhưng anh hai lại luôn chọn những cách đặc biệt để thể hiện tình cảm. Chính vì thế, rất ít người có thể nhận ra. Đôi khi họ còn trách ngược Mạnh Quỳnh là bạc bẽo, vô tình. Nhưng họ không hề biết rằng người đàn ông ấy luôn quan tâm yêu thương Phi Nhung bằng những điều nhỏ nhất. Đúng như lời chị gái Phi Nhung là Tri Di Phương Trinh nói trong 100 ngày là Mạnh Quỳnh lúc nào cũng yêu thương Phi Nhung. Có vẻ như trước khi biết mình sắp không qua khỏi, Phi Nhung đã có những lời chăn trối cuối cùng với Mạnh Quỳnh, nên nam danh ca không thể nào quên. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một tâm thư được cho là lời cuối cùng của Phi Nhung gửi cho Mạnh Quỳnh. Nhiều người cho rằng không thể nào có chuyện đó được. Tuy nhiên, sau khi nghe xong bức thư này, chắc chắn quý vị sẽ không tin vào tai mình, vì cách hành văn vô cùng giống Phi Nhung và có những chi tiết chỉ hai người biết riêng với nhau cũng được xuất hiện. Xin mời quý vị cùng nghe. Quỳnh ơi, tôi xin lỗi ông và xin lỗi các con, cũng như tất cả mọi người đã dành nhiều sự yêu thương quý mến, dành sự quan tâm ưu ái cho tôi. Và tôi xin phép được nghỉ. Và vì đã gồng hết sức mình để che giấu sự mệt mỏi, khi ông và mọi người nhìn thấy một phiên bản Phi Nhung tươi cười vui vẻ nhí nhảnh trước mặt, đâu biết rằng tôi phải ép mình phải gồng lên để dồn hết bao nhiêu phiền não vào trong. Tôi cũng chỉ là người phàm, chảy trong tim cũng là dòng máu đỏ, cũng biết hưởng thụ những điều tốt đẹp trên thế giới, cũng giận hờn yêu ghét, cũng biết trước biết sau biết đâu là đạo lý. Nhưng tại sao họ dành cho tôi sự bất công và nỗi oan khuất đau đớn đến vậy? Có phải tôi đã sai rồi khi tôi chọn cách giải quyết sự việc bằng tình mẫu tử? Có phải tôi đã sai khi chọn giải pháp nhận sai và im lặng để mong các con và những người thân bên cạnh được lớn lên, sống trong môi trường lành mạnh, không ồn ào thị phi? Có phải tôi đã sai khi dùng tâm thiện để giải quyết vấn đề, chỉ là mong mọi người nhìn mặt nhau bằng tình yêu thương con người? Có phải tôi đã sai khi đã không kiên quyết đấu tranh giành công lý cho mình, sai khi không giải thích mọi oan ức để người ta biết tôi không như họ nghĩ? Vì cho đến tận hôm nay, họ vẫn réo gọi tôi để quyền rủa. Tôi mệt lắm, ông hãy làm bờ vai vững chắc cho tôi được tựa vào để ngủ một giấc thật dài, cho đến khi tôi thức dậy thì mọi chuyện buồn đau, tủi nhục, ưu phiền, oan ức khổ dị đã ở lại và được chôn vùi vào ký ức nhé. Tôi nợ ông những gì xin cho tôi thiếu, kiếp sau tôi xin trả lại cho ông nhé. Xin lỗi khi đã không giữ lời, khi hứa với ông là đẩy xe lăn và cùng nhau đi khắp nơi, mang tiếng hát đi phục vụ khán giả đến hơi thở cuối cùng. Nhưng vì tôi quá mệt không thể đi đến cuối đoạn đường cùng với ông, tôi chỉ dừng lại để nghỉ ngơi giữ sức mà thôi. Tôi sẽ chờ ông 22-30 hay thậm chí là 50 năm nữa để cùng ông đi nhé.
Biết là ông sẽ buồn lắm đây, khi không còn tôi bên cạnh. Nhưng tôi biết ông cũng hiểu, tôi đâu muốn xa ông đâu. Giờ này nơi ấy, ông có còn níu giữ những kỷ niệm đẹp lẫn những ký ức buồn vui của hai đứa trong suốt mấy mươi năm qua. Nhưng đừng làm thế nữa có được không? Vì thật sự tôi không muốn nhìn thấy những giọt lệ của ông dành cho tôi chảy dài xuống má của ông đâu. Ông biết không ông Quỳnh? Tôi sống kiếp này đã đủ rồi, Quỳnh à. Cay đắng ngọt bùi đều có ông bên cạnh chia sẻ với tôi. Trên thế gian có được bao nhiêu tình người như thế? Ông trời lúc nào cũng công bằng, không để bất cứ ai phải thiệt thòi, nên đã mang ông đến bên tôi để bù đắp lại những gì tôi mất mát và thiếu sót. Ông gọi tôi là người vợ không bao giờ cưới. Tôi gọi ông bằng ông xã yêu thương. Ồn ào thị phi theo tụi mình cũng một thời gian dài. Ai nói gì thì nói, ai hiểu sao thì hiểu. Nhưng chúng ta hiểu nhau mới là quan trọng nhất. Tôi hạnh phúc khi có các con bên cạnh, khi được khán giả thương, hạnh phúc với tất cả những gì ông đã làm cho tôi. Tôi yêu tất cả mọi người, nhưng tôi mệt rồi, ông à. Tôi xin phép được nghỉ ngơi, ông nhé. Dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tôi luôn tỏ ra mình ổn, để mọi người không nhìn thấy những gì tôi đang chịu đựng, tự bảo vệ bản thân và các con em của mình. Tôi muốn là một con chim đầu đàn hướng các em, các con mình, bay về phía ánh sáng mặt trời. Muốn là cánh chim mẹ đi tìm mồi về chăm sóc đàn chim non. Quỳnh ơi, Nhung mệt rồi, cho phép Nhung nghỉ ngơi nhé. Hứa với tôi là không được khóc. Đàn ông con trai gì mà khóc xấu quá đi thôi. Ông còn phải làm điểm tựa vững chắc cho gia đình nữa chứ. Tôi có đi xa ông đâu. Tôi vẫn luôn ở đây với ông mà, vẫn dõi theo ông và tất cả mọi người. Chỉ là tôi mệt, rất mệt, nên muốn ngủ thật ngon trong vòng tay thương yêu của tất cả mọi người thôi. Hứa với tôi đừng rơi lệ nữa, mọi người luôn muốn thấy ông cười. Nhớ nhé, nhớ là không khóc nữa nhé. Quỳnh và tất cả mọi người mỗi khi nhớ tới Nhung phải cười tươi lên. Hứa với tôi là ông phải thay mặt hai đứa, mang đến lời ca tiếng hát phục vụ những người đã yêu thương, dành những tình cảm cho chúng ta. Và luôn giữ được cái đẹp trong lòng mọi người. Khi nghe ông hát bài nhớ đến tôi, nhớ đến tên tuổi của cặp đôi song ca Mạnh Quỳnh và Vi Nhung, ông nhé. Ông đừng giận tôi nha, tôi biết ông thương tôi lắm, nên ông sẽ không nỡ giận hờn tôi đâu. Hãy cho tôi mượn bờ vai của ông nhé, ông Quỳnh. Tôi cần lắm một bờ vai vào lúc này, để tựa đầu vào ngủ thật ngon. Sóng gió bão tố không làm tôi chùng bước, ồn ào thị phi không làm tôi lo nghĩ. Nhưng cái gọi là lòng người lại hạ gục được tôi. Tôi mệt lắm, mệt vì phải lo nghĩ không có giấc ngủ ngon, sợ nỗi buồn của tất cả những người thân yêu bên cạnh tôi. Mệt với những chuyến bay xa, mệt với những bước chân vội vã. Nhưng tôi vui vì được hát, được cống hiến lại những tấm chân tình mà những người yêu mến dành cho tôi. Tôi nhớ những đêm thức trắng để lo cho con trẻ, tiếc với những ấp ủ trong đầu, những dự định cho tương lai còn dang dở. Tôi buồn với những lần dạy dỗ mà con không nghe lời, mệt với những lần giải thích về nhiều chuyện xảy ra ở xã hội này, mệt vì sợ các con không đủ no đủ ấm, đủ đầy sự yêu thương, đủ đầy điều kiện sinh hoạt. Tôi mệt với những áp lực mà người khác dành cho tôi, những oan trái thị phi, những lời miệt thị, thêu dệt thêu bớt đổ lên đầu. Tôi xin phép được nghỉ ngơi. Đó là một bức thư vô cùng đặc biệt được cho là Phi Nhung gửi tới Mạnh Quỳnh. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.